cậu. Không sao đâu, dù gì chúng mình cũng ở cùng với nhau cơ mà. Vui lên chứ. Để tớ bấm chuông nhá. Không nhưng nhịn gì nữa. Đằng sau, quay.
giờ học thể dục vừa rồi. Các em nên bổ sung năng lượng bằng một bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Việc gì các em cũng sẽ cùng nhau làm và cùng nhau thực hiện nó. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em cần tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập cũng như mọi yêu cầu mà giáo viên đặt ra. Trong mối quan hệ bạn bè, tinh thần trách nhiệm sẽ giúp cho các em giữ được lời đã nói với đối phương, từ đó củng cố từ trong suy nghĩ của bạn về hình ảnh uy tín của mình, cải thiện hiệu quả mối quan hệ bạn bè. Chào mừng các em đã đến với giờ luyện tri thức. Chừng nào cái đồng hồ cát này chưa chạy hết thì bút trên tay không được ngừng viết, không được gây ra tiếng động. Hãy xử lý hết đống bài tập hè này đi. Thời gian bắt đầu. Để bọn mình không phải trải qua như
những chuỗi ngày kinh hoàng này nữa. Sao mồm cậu vốn thế hả, Romeo? Vừa mới nói cô ốm lúc nãy mà bây giờ nó thành hiện thực là sao? Chết rồi, cô ốm sốt như thế này bọn mình phải làm gì bây giờ? Tớ biết rồi. Đi gì? Cậu đi mua thuốc cho cô đi. Ăn đi đâu, cậu hãy đi lấy khăn cho cô đắp lên trán. Tan lên nu, cậu hãy đi nấu cháo cho cô. Còn tớ là Zomia, bọn mình sẽ lau dọn nhà cửa. Ui, thang máy mới ở tầng 1, mình lại ở tầng 14. Vậy còn lâu thang máy mới lên đến nơi. Chạy bộ vậy. Để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.